Lại đến rồi các con ơi. Vải của gia đình nhà lớn ba vàng nhá, của sư phụ nhá. Các con cố gắng ăn quả ngọt như người trồng cây nhá, cố gắng tu tập cho tốt nhá, để lợi ích cho gia đình, cho xã hội nhá, cho Phật pháp và cho tất cả chúng sinh nhá. Đấy, các con thấy vải của sư phụ các cô các bác Phật tử làm thích không? Đấy, các con cố gắng nhá. Thân mà chúc cho các con sẽ qua một khóa tu gặt hái được rất là nhiều điều lợi ích, là niềm vui muôn đời cho cuộc sống nhá. Chúc tất cả các con khóa sinh tu học tinh tấn và ăn vải thì ăn thật nhiều vải để đạt được những kết quả tu được tốt. Mẹ có thể làm được những món ngon cho chúng em ăn.